Những chiếc loa kéo như thế này sẽ rất tiện lợi khi chúng ta nghe nhạc hay là hát karaoke trong những buổi tiệc tùng hay họp mặt. Còn với những shop thời trang hay là những cửa hàng thì sẽ dùng nó để phát những chương trình khuyến mại. Và trong video này thì Quỳnh Trang sẽ giới thiệu đến các bạn top 5 những chiếc loa kéo bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2019. Hãy cùng theo dõi để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và lựa chọn ra những sản phẩm ưng ý nhất nhé. Chiếc loa kéo đầu tiên được nằm trong danh sách này là mẫu loa kéo K1501 của Mobile. Chiếc loa này được thiết kế với kiểu dáng gọn gàng, linh động nhờ được trang bị bánh xe và cần kéo. Loa có công suất đến 800W, mang đến âm thanh mạnh mẽ, sống động. Sản phẩm hỗ trợ nhiều lựa chọn kết nối thông dụng hiện nay như phát qua Bluetooth từ điện thoại, máy tính bảng, phát nhạc từ USB, thẻ nhớ hay jack bông sen, nghe đài FM, vân vân. Để chúng ta có thể phát nhạc từ nhiều nguồn, bảng điều khiển của loa được chú thích tiếng Việt rất dễ dùng. Tặng kèm theo đó là remote điều khiển từ xa, giúp điều chỉnh tiện lợi hơn. Hãng tặng kèm 2 micro không dây để bạn có thể ca hát linh động hơn trong các buổi tiệc. Thời gian dùng của loa khi pin đầy khoảng 4 đến 6 tiếng liên tục, thời gian sạc từ 8 đến 10 tiếng, hoặc có thể vừa sạc vừa dùng liên tục trong các buổi tiệc. Giá bán của sản phẩm hiện tại là 8.290.000 đồng và đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. Xếp vị trí thứ tư là loa kéo karaoke Ringtone PL9. Chiếc loa này có màu vàng đồng khá nổi bật, loa có công suất 400W, cho ra âm thanh khá lớn, đáp ứng tốt những buổi tiệc đông người. Loa cũng hỗ trợ kết nối từ nhiều nguồn phát như Bluetooth từ điện thoại, máy tính bảng, USB, thẻ nhớ, cổng bông sen. Ngoài ra, chiếc loa này còn có tính năng nghe đài FM, phần bảng điều khiển trang bị khá nhiều nút chức năng để điều chỉnh âm thanh và nguồn nhạc. Mua sản phẩm sẽ được tặng kèm 2 micro không dây. Khi sạc đầy pin, chúng ta có thể dùng liên tục từ 2 đến 4 tiếng. Thời gian sạc đầy khoảng 8 đến 10 tiếng và cũng có thể vừa sạc vừa dùng. Sản phẩm hiện tại được bán với mức giá là 8.100.000 đồng và đứng thứ tư trong danh sách. Nằm ở giữa bảng xếp hạng là dàn karaoke di động Agnos KB39S. Đây là sản phẩm đặc biệt nhất trong các sản phẩm trong danh sách hôm nay, vì nó không chỉ đơn giản là một chiếc loa kéo có thể kết nối và phát nhạc như thông thường, mà nó còn tích hợp sẵn đầu máy karaoke ngay bên trong loa. Chúng ta có thể kết nối loa với màn hình TV để hát karaoke trực tiếp mà không cần sử dụng điện thoại kết nối Wi-Fi hay 3G như những chiếc loa khác. Công suất của loa là 300W, đem lại chất âm mạnh mẽ và sống động. Nó cũng hỗ trợ phát nhạc qua nhiều nguồn như USB, thẻ nhớ, cổng bông sen, Bluetooth từ điện thoại, máy tính bảng, vân vân. Bảng điều khiển của loa được đặt ở mặt trước nên rất dễ sử dụng. Hãng tặng kèm 2 remote điều khiển từ xa, một cái để chỉnh âm thanh cho loa, một cái để chỉnh đầu karaoke. Mua sản phẩm cũng được tặng kèm 2 micro không dây, thời gian dùng loa liên tục lên đến 7 tiếng, thời gian sạc đầy từ 8 đến 10 tiếng và có thể vừa sạc vừa dùng. Chiếc loa này đang được bán với giá 6.290.000 đồng và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Chiếm vị trí thứ nhì là sản phẩm loa kéo Dantone TS18G850N. Loa có kiểu dáng khá lớn nhưng cũng rất gọn gàng, chắc chắn. Được trang bị 4 bánh xe giúp tiện lợi cho việc di chuyển hơn. Công suất của loa cực lớn lên đến 850W, mang lại nguồn âm thanh vô cùng mạnh mẽ. Loa có thể phát nhạc từ điện thoại hay máy tính bảng qua Bluetooth. Nó cũng có nhiều cổng kết nối khác để phát nhạc như cổng USB, thẻ nhớ SD, jack bông sen để kết nối với TV, đầu đĩa, vân vân. Ngoài ra, bạn cũng có thể nghe đài FM với chiếc loa này. Bảng điều khiển của loa cũng được bố trí gọn gàng ở mặt sau để giúp cho việc chỉnh âm thanh dễ dàng hơn. Loa cũng có remote giúp chúng ta có thể điều chỉnh loa từ xa. Khi mua loa sẽ được tặng kèm 2 micro để phục vụ cho việc hát karaoke được vui nhộn hơn. Khi sạc đầy pin, chúng ta có thể dùng loa từ 2 đến 4 tiếng tùy mức độ sử dụng. Thời gian sạc đầy lại loa là khoảng 6 đến 8 tiếng. Chiếc loa này đang được bán với mức giá là 10.590.000 đồng và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Và dẫn đầu danh sách tiếp tục là một mẫu loa của Dantone với sản phẩm loa kéo karaoke Dantone TS15G600N. Đây cũng là chiếc loa kéo karaoke bán chạy nhất Điện Máy Xanh trong năm 2018 và năm nay nó tiếp tục chiếm vị trí này. Kiểu dáng của loa khá gọn, tông màu đen thân thuộc. Chúng ta dễ dàng di chuyển loa đến nhiều vị trí nhờ có bánh xe và cần kéo. Công suất của loa là 600W, mang đến nguồn âm thanh cũng rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể nghe nhạc hay hát karaoke với chiếc loa này bằng điện thoại, máy tính bảng, thông qua kết nối Bluetooth hoặc có thể kết nối để phát nhạc qua cổng thẻ nhớ, USB hay cổng bông sen. Loa hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại hay máy tính bảng nên có thể hát karaoke rất tiện lợi cùng 2 chiếc micro không dây tặng kèm. Bảng điều khiển của loa được đặt ở mặt sau với nhiều nút điều chỉnh chức năng, kèm theo đó là remote điều chỉnh từ xa. Thời gian sử dụng loa liên tục từ khoảng 4 đến 6 tiếng tùy mức độ, thời gian sạc pin đầy khoảng 6 đến 8 tiếng. Hiện nay, giá chiếc loa này được bán với giá khoảng 7.690.000 và giành vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Ngay bây giờ, hãy cùng xem qua thông tin của 5 chiếc loa kéo bán chạy nhất Điện Máy Xanh năm 2019 nhé!
Như vậy là các bạn đã cùng Quỳnh Trang điểm qua top 5 những chiếc loa kéo bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2019. Và bây giờ cũng là thời điểm cuối năm rồi, chắc hẳn là tiệc tùng sẽ rất nhiều. Và với những bạn nào mà chúng ta đang muốn tìm mua một chiếc loa kéo để phục vụ cho việc hát karaoke thì đừng quên gọi điện đến số tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào website dienmayxanh.com để đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đặc biệt, khi mua sản phẩm tại Điện Máy Xanh còn được rất nhiều ưu đãi, hỗ trợ trả góp, miễn phí giao hàng và lắp đặt tận nơi. Lỗi là đổi mới trong một tháng tại hơn 1.000 siêu thị trên toàn quốc. Đổi trả và bảo hành cực dễ, chỉ cần số điện thoại.